Xin chào các bạn, mình là Duyên đến từ The Well Academy. Việc lập kế hoạch để hướng tới mục tiêu độc lập tài chính hay nghỉ hưu sớm, chúng ta đã cùng nhau trao đổi ở video trước. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn để nhận diện 6 sai lầm hàng đầu khi triển khai kế hoạch hưu trí. Và qua việc chỉ ra những sai lầm thường gặp này, mình hy vọng rằng những khán giả của The Well Academy sẽ nhận diện được những trở ngại của mình và cùng quyết tâm hơn khi thực hiện kế hoạch độc lập tài chính hay là hưu trí các bạn nhé. Sai lầm đầu tiên đó là việc các bạn trì hoãn việc lập kế hoạch hưu trí. Giả sử bạn đang 30 tuổi, bạn có quyết định xây dựng kế hoạch nghỉ hưu sớm. Sau khi tham khảo các phương pháp của chúng tôi giới thiệu ở phần trước, thì bạn quyết định sẽ nghỉ hưu ở năm 50 tuổi với số tiền cần là 2 tỷ. Nếu bạn bắt đầu từ hôm nay với việc tích lũy là 3 triệu đồng trên một tháng, tương đương một năm là 36 triệu trên một năm, với lãi suất đầu tư là 10%, thì sau 20 năm bạn sẽ đạt được mục tiêu độc lập tài chính. Nhưng nếu như năm 35 tuổi bạn mới bắt đầu tích lũy, thì đến năm 50 tuổi, số tiền bạn có trong tay chỉ là 1 tỷ mốt mà thôi. Như vậy, đừng trì hoãn thói quen tích sản, những món tiền nhỏ nhưng nằm trong khả năng của mình. Hãy nhớ rằng, thời gian là người bạn thân thiết của lãi kép. Bạn thực hiện tích lũy càng sớm, đồng nghĩa với việc bạn sẽ càng đến đích sớm, nhanh hơn những người đang trì hoãn việc làm đơn giản này. Sai lầm thứ hai đó là bỏ sót vấn đề lạm phát. Bạn nghỉ hưu nhưng lạm phát thì không. Bạn hãy thường nghĩ về bát phở giá 30.000 ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng 10 đến 20 năm sau sẽ không còn mức giá này nữa. Vì vậy, thay vì cất tiền vào một chỗ thì hãy nghĩ đến việc đầu tư. Bạn hãy tìm kiếm kênh đầu tư phù hợp với lãi suất và khẩu vị rủi ro của mình các bạn nhé. Sai lầm thứ ba đó là bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Tại sao lại phân bổ trứng vào nhiều giỏ và phân bổ như thế nào cho hợp lý? Nếu trứng của bạn để trong một giỏ và giỏ đó rơi xuống đất, bạn sẽ chỉ còn là trứng vỡ. Đa dạng hóa gần giống như một dạng bảo hiểm phòng khi cả giỏ bị rơi. Chẳng hạn, nếu bạn đầu tư vào một cổ phiếu của một công ty, nếu công ty đó hoạt động không hiệu quả và cổ phiếu bị hủy niêm yết, thì bạn sẽ gặp rủi ro thua lỗ. Nhưng nếu bạn đầu tư vào một giỏ cổ phiếu như chứng chỉ quỹ, thì rủi ro đó được giảm thiểu đi rất là nhiều. Hưu trí là một kế hoạch dài hạn, hãy lựa chọn chiến lược đa dạng hóa các bạn nhé. Sai lầm thứ tư đó là không đánh giá tình hình tài chính hàng năm. Mỗi năm, bạn nên dành ra một ngày để có thể lập bảng cân đối thu chi cho cả năm, cũng có thể chỉ mất vài tiếng. Công việc này đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất là lớn lao. Qua quá trình phân tích, đánh giá tài sản cá nhân và số nợ bạn đang mắc phải, bạn có thể đưa ra các kế hoạch tỉ mỉ, có hệ thống chứ không phải là một việc làm theo cảm tính. Việc đánh giá hàng năm sẽ cho bạn cái hiểu về tình hình tài chính của mình, tìm ra những cơ hội để có thể gia tăng phần tích lũy, hoặc nếu như bạn đang làm tốt rồi thì tức là ta đang đi đúng hướng theo kế hoạch mà bạn đã lập ra. Sai lầm thứ 5 đó là không chuẩn bị cho các tình huống y tế khẩn cấp. 40 hay 50 vẫn còn là một độ tuổi chưa quá già, vì vậy nhiều người không quan tâm nghiêm túc đến các vấn đề y tế. Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần, thể chất của chúng ta có thể ngã bệnh mà không hề báo trước. Vì vậy, chúng ta nên có sự chuẩn bị chu đáo. Tham gia đầy đủ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe là cách hữu ích để bảo vệ bạn khỏi những sự kiện rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Sai lầm cuối cùng, sai lầm thứ 6, đó là việc thực hiện đầu tư liều lĩnh ở độ tuổi về hưu. Một người nghỉ hưu thì vẫn nên đầu tư, nhưng đầu tư quá nhiều vào các khoản đầu tư mạo hiểm không phải là một ý tưởng khôn ngoan chút nào. Bởi hoạt động đầu tư mạo hiểm thường tiềm ẩn những rủi ro và tỷ lệ thành công ở mức thấp. Theo các nghiên cứu của giáo sư trường Harvard, khoảng 75% các công ty được đầu tư mạo hiểm đều thất bại và 95% là không đem lại lợi nhuận như kỳ vọng. Nếu như số tiền đầu tư bị thất thoát trong hoàn cảnh đã hết độ tuổi lao động, các bạn sẽ khó có thể khả năng để bù lại số tiền lớn vào quỹ hưu trí để có thể đảm bảo cho lương hưu của mình không bị thấp hơn với mức sống như dự kiến. Trên đây là mình đã chia sẻ cho các bạn về 6 sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch hưu trí. Hy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích trong quá trình lập kế hoạch hưu trí cho bản thân. Chúc các bạn thành công!